Rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Hôm nay xin mời mọi người xem xà lan ha, qua đây. Xà lan màu xanh ha, phía sau một chiếc ghe bầu, và phía sau có một chiếc xà lan màu xanh xanh dương nữa. Mấy anh này thì thường xuyên đi qua đây. Phía trên này có một chiếc xà lan chở khẩm đang chạy ngược lại đó mọi người. Hôm nay nước rất là lớn nhưng mà con cá là nước không có chảy xiết ha. Nước vàng à. Một tiếng máy nghe đã. Tiếng máy rất là êm ha. Đang qua mặt chiếc xà lan khẩm nè. Ồ, nhanh quá. Quá chừng. Gặp nữa rồi nè. Trời, quá khẩm luôn ha. Hiện tại đang gặp một anh ở phía trước kìa. Ồ, lớn đó. Anh thành công mà anh chạy là không cần qua tiêu luôn rồi. Đây hai này gặp nhau luôn nè, mọi người xem nè. Xem hai bên mà nó né nhau. Hai anh đều là xà lan lớn hết nè. Chiếc này cỡ 200-300 tấn á, 300-400 tấn luôn. Còn đang kẹp ở đây nè. Ôi ôi ôi. Đừng có chen vô đó, để sau lưng đi. Xem nè, né nhau rồi. Ồ, anh tấp vô đây luôn nè. Mỗi lần qua mặt là mỗi lần rất là nguy hiểm á. Cân não luôn. Anh phải lấy hết cái mé bên phải nè. Nhưng mà phía trên này có chiếc sáng cạp đang làm cái gì. Ôi quá quá. Dùng cục. Mọi người đã hiểu nhau là bên trên không có chứ ngại vật gì ha. Ôi ôi ôi. Xà lan Nguyễn Hồng ở phòng đất số 1. Xà lan này chắc chở đồ khô quá mọi người.
trên còn một chiếc xà lan thẳm nữa kìa. Đây mọi người, đó, gặp mấy anh lớn phải né nhau. Sáng cạp anh đang làm gì đây, anh múc cái gì ở đây nè, ngay khúc chợ này. Ui, con xà lan anh đi anh né nè, quá chừng trên đây đò ngang đò dọc tùm lum hết trơn. Sáng cuối anh đang làm gì không biết rồi. Rồi, anh rút vô cho anh di chuyển nè. Để tiếp tục làm anh xà lan chợ khẩm nè. Anh đi ngang này. Đang rất là lớn nha. Xà lan này chắc có khoảng 300 tấn đó. Anh đang chạy ngang đây nè mọi người. No. Nước ngày hôm nay thì sự nước không có chạy xiết ha, thành ra xà lan chạy cũng nhàn hạ lắm. Anh chạy cứ thành anh chạy thôi, không có gì phải gấp gáp hết. Cái này là anh chở lúc luôn rồi nè. Chiếc này thường mình nghĩ là chắc cỡ 2m3, 2m4 ha. Anh chở hơn luôn. Này là xà lan công ty. Đó, đang chạy ngang nè. Phùng Thủy, ở chiếc này nhìn lạ ta. Chiếc này An Giang. Xà lan An Giang. Phùng Thủy. Ừ, chị gái hay anh trai chạy thì nhìn không ra luôn. Nhìn giống chị gái quá. Đúng rồi, chị gái chạy. Chị gái chạy mọi người. Chính xác rồi, chị gái chạy. Mà bán gái ngồi trong cabin kính là khó nhìn lắm rồi. Đó. Đó, đang bẻ qua khúc cua đó. Thành đi qua thế ha, nhẹ nhàng, không gì gấp gáp.